Hello các bạn, 30 tháng 4 này các bạn đi đâu? Một số bạn thì có quê thì về quê. Mình thì là người Sài Gòn, mình không có quê, mình rất thích quê nha các bạn. Mình ước gì mình có quê để mà 30 tháng 4 và những các kỳ lễ vậy đó mình đi về thăm gia đình và phối hợp với việc đi chơi luôn. Mình ở dân người Sài Gòn cho nên mình không có quê. Với cái khí hậu nóng nực như hiện nay tại Sài Gòn, 36, 37 độ, và mình đã quyết định rủ cô em gái chú bác của mình đi vào spa gà. Spa gà thì nó có rất nhiều chi nhánh ở toàn thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Nhưng mình thì mình ở quận 1, gần với đường 3 tháng 2, cho mình quyết định đi đến chỗ này. Chỗ này vừa lịch sự và tiếp đãi rất là ân cần. Và lúc nào mình đến cũng làm liền các bạn, không phải đợi chờ. Và những chỗ khác thì cũng mọi người cũng tiếp đãi rất là ân cần và rất là nhiệt tình. Mình đã đi đến Bình Thạnh một lần rồi, nhưng mà tại vì mình ở quận nhất cho mình qua 3 tháng 2 thì nó gần hơn các bạn. Nay thì mình chia sẻ với các bạn về gà spa, về làm mặt. Bạn có thể đến đây điều trị lễ mụn hoặc là chăm sóc da mặt. Mình có mua một cái combo là 10 phiếu thì được giảm 2%. Thì lần đầu mình đi lễ mụn và lần sau thì mình đi là chăm sóc da mặt. Tùy theo các bạn, nếu mụn mình nhiều thì mình sẽ làm lễ mụn những tới lần sắp tới. Còn không thì các bạn có thể là qua liệu trình là chăm sóc về da mặt. Nay mình chia sẻ với các bạn chỗ này để mà các bạn ở Sài Gòn nếu mà lễ mà không có đi đâu hết mà với khí hậu nóng vậy thì các bạn có thể vào gà spa. Vào đây vừa mát lạnh nữa các bạn, vừa mát mà vừa được nhân viên massage mặt rồi chăm sóc da mặt của mình để được trẻ và đẹp nữa. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình của mình nha. Xin chào các bạn, chúc các bạn có một kỳ lễ vui vẻ và hạnh phúc cùng với gia đình của mình.